nhớ biết đúng một mày nữa. Em làm không vào đầu luôn. Sự ơi, lấy cho chị cái điện thoại ở dưới này, chị quay clip quay của anh chán ai xem. Mà ai xem chả thèm thả tim cho nữa. Chị phát trực tiếp đi ạ? Ừ. Ôi sao anh thân em không có thông báo nhỉ? Sẽ đứng đá đi. Bật nóng lại đi bé ơi. Máy em quay vẫn đẹp hơn sao ấy? Mờ. Chắc mờ mờ. Phát cùng lúc rồi. Xem ai like nhiều hơn, máy em còn 10% thôi. Hay để chị cái bạn em like, em bảo 10 đi em like. Like và chia sẻ. Gọi gì tâm sự gì? Mẹ xanh lên nhỉ? Đấy, mẹ xanh lên nhỉ? Hay gọi em ra cái lúc đã lấy thang. Thôi em đang quay trực tiếp mà. Đi công nhân ăn mình chết á. Đi bảo ăn mình chết. Em mà lên thì một tiếng ấy. Vừa đang đang quay trực tiếp thì nãy nay giáo. Quay tiếp. Đấy lấy này quay. Để cảnh đẹp hơn một cây. Càng đẹp. Bà con kìa, bà con đây. Cẩn thận đây, con nọ màu nâu bên trên ấy. Bị nhầm mà họ cứ thích cành đào thì biết làm sao bây giờ. Dung cơn là hoa. Mỗi người thích một kiểu. Để kia trèo lên để chọc hơn. Chỉ trèo vào con. Ôi đồ chỉ vào con. Nghe tên tao nó sợ. Cháu đang vẽ ở ở Bắc Ninh ạ. Vẽ đang vẽ trên trần nhà. Hả? Đấy, em cùng một hai máy quay cùng một lúc. Máy em vẫn còn 4 người xem, máy anh không có ai xem. Cho máy lấy màu gì?